Ôi, chị dâu của anh Thắng ấy. Anh em nhìn thấy thế nào? Ra đây em ơi. Quay ba vòng em. đây ra đây, mỉ ra đây. Giới thiệu với ông anh trai đấy mà mọi người. Thắng từ hôm trước cứ gọi là chị dâu rồi. Mỉ rồi mà anh nhỉ. Đây Mỉ ngồi đây. Ngồi đối diện đây. Ừ. Đối diện coi anh Thắng. Không gọi em Thắng thôi. Đừng gọi anh Thắng. Nhưng mà là anh ấy lên đây là cho ở đây được gì? Cho ở nhá mấy hôm nhỉ? Anh thì là em trai thôi. Còn anh trai nhưng mà bằng tuổi với anh, con nhà bác anh. Nhưng mà nhìn anh kia, nhìn anh như nào thì anh kia khoảng gấp 2 lần anh. Nhưng mà anh nghĩ là tiêu chuẩn của em là không cần phải đẹp trai đúng không? Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay thì Thắng đang có mặt tại Hoang Mạc Đá. Và trong một cái câu chuyện ngôi nhà 3 con 1, đó chính là ngôi nhà thứ 111 mà Thắng xin được giới thiệu với cả các bác và một người em đã liên hệ qua kênh của Tất Thắng đến đây để giúp đỡ nhà của bạn Ná mà hôm qua Thắng đã chia sẻ hình ảnh. Giới thiệu với cả các bác, đây là bạn Achi. Đấy, bạn đến từ Hà Nội. Đấy, và hôm nay thì bạn, lúc đầu thì Thắng cứ nghĩ là bạn là một người cao tuổi hơn Thắng, nhưng mà để tuổi thì vẫn là em của Tất Thắng thôi. Và sáng ngày hôm nay thì bạn đã đến Mèo Vạc, đi suốt từ đêm hôm qua nhỉ? Vâng. Đã đến Mèo Vạc và hỗ trợ tiếp tục một ngôi nhà nữa trên Hoang Mạc Đá. Thì bạn có nói với cả Tất Thắng mà hôm qua thì Thắng cũng trao đổi với cả gia đình và các anh em địa phương, chính quyền địa phương ở đây. Ban phát triển thôn thì đã làm việc với cả gia đình, thì gia đình vận chuyển vật liệu và làm nhà là 70 triệu. Cái nhà của bạn Ná này. Đấy là có 7 người đang sinh sống trong nhà này. Và bạn Achi thì đã được anh em Tất Thắng giới thiệu. Thì bạn ấy đến đây hỗ trợ ngôi nhà số 111. Đấy, Thắng cũng rất mong rằng là quý khán giả anh chị theo dõi video cũng có thể giúp thêm những ngôi nhà nữa. Đấy, để cho bà con trên Hoang Mạc Đá có được những cái sự thay đổi. Đấy, trong cái thời gian mà Thắng ở đây. Đấy. Và qua đây thì Thắng nhường lời cho bạn Achi một chút để giới thiệu về bản thân của mình, giới thiệu như nào đó, rồi là qua cái duyên như thế nào mà biết được để liên hệ với cả Tất Thắng. Em cũng chào các anh, toàn thể khán giả đang xem kênh YouTube của anh Tất Thắng. Thì em cũng hay theo dõi kênh của anh Thắng từ lâu rồi. Và cũng rất là yêu mến anh Thắng. Thông qua kênh thì em cũng biết được trên này bà con cũng vất vả nên là cũng có những cái phần quà nhỏ nhỏ để ủng hộ bà con trên này, thì thông qua kênh anh Thắng để kết nối giao lưu với bà con. Thì một lần nữa là cảm ơn anh Thắng có những cái tấm lòng rất là tốt, đã gọi là giúp đỡ bà con trên này rất là nhiều và kết nối, làm sao kết nối được nhiều giữa tấm lòng thiện nguyện giữa bà con miền xuôi đưa lên trên này để giúp đỡ bà con trên này là thoát nghèo để cùng nhau phát triển. Cảm ơn anh. Đây, bạn Achi là bạn ấy cũng nói qua một chút là bạn cũng xem qua kênh của Tất Thắng rồi. Và bạn ấy đến đây từ Hà Nội. Và cái công việc thời gian mà bạn ấy đến đây thì cũng không có nhiều. Đến đây thì trực tiếp ở đây thì cũng thông báo, mà tí nữa thông báo với hộ gia đình là sớm ngày mai thì gia đình sẽ dỡ nhà. Đấy, còn về cái việc mà dỡ nhà xong thì làm móng làm miếc như nào đó thì nếu bạn Achi có ở lại được vài hôm thì có thể nán lại cùng với hộ gia đình. Đấy, ở đây thì tại vì anh Thắng là cũng không ở được dài nữa, và ngày mai anh Thắng ở đây nữa thôi. Đáng nhẽ là ngày hôm nay là kết thúc cái khởi công cái ngôi nhà thứ 110 là ngày hôm qua của bạn Dính bị khiếm thị đó, thì là xong là hôm nay là anh em Thắng với bạn Hậu đã rút về Hà Giang rồi để bắt đầu cái cuộc hành trình xuyên Việt là ngày 28 như anh em Thắng đã công bố. Nhưng do là cái câu chuyện là bạn Achi bạn ấy có liên hệ để làm một ngôi nhà nữa, thế nên là anh em Thắng quyết định ở lại Hoang Mạc Đá thêm 2 ngày là ngày nay và ngày mai để cùng với cả bạn đón bạn Achi và cùng với bạn Achi làm ngôi nhà này, giữ ngôi nhà này để giúp đỡ bà con trên Hoang Mạc Đá. Bây giờ thì mời các bác cùng với cả Tất Thắng nữa vào trong nhà của anh bạn Ná này để thứ nhất là Thắng tiếp nhận cái số tiền mà từ bạn Achi giúp đỡ nhà bạn Ná để có ngôi nhà.
Đấy, và thứ hai nữa là ăn bữa cơm ở đây mấy nhà bạn Ná, bữa cơm đầu tiên. Đấy, đón người mà đến giúp mình. Đấy, bạn Ná là phải nói rằng là phải cảm ơn bạn A Chi rất nhiều, là người mà đã giúp thay đổi một ngôi nhà với cái điều kiện rất là khó khăn. Ngôi nhà thì thủng gần như là ở ngoài trời rồi, và dưới là nền đất. Hôm nay thì Thắng đến đây quay chia sẻ hình ảnh thì nó khác hơn hôm qua rất nhiều. Hôm qua thì Thắng đến thì nó tối om rồi, là nó còn mất vệ sinh nhiều lắm, nhưng hôm nay thì gia đình biết được cái có người khách quý nên là cũng đã dọn dẹp sạch sẽ hơn. Chắc là A Chi nhìn thấy là nhà cũng thủng hết rồi. Là, cũng có thể biết qua rồi, phần nào rồi. Thì bây giờ mời A Chi với cả anh em vào. Với cả cũng phải thông báo lại chút nữa là ở đây thì có anh công an viên với cả bạn bí thư. Đấy, là mình nói này là bác trưởng thôn thì vẫn đang bận đi tập huấn, suốt từ hôm qua lại đến hôm nay vẫn đi tập huấn. Đấy, và có hai người là chính quyền địa phương đại diện ở đây thì cũng là người mà đã xét và bình chọn qua các hộ dân là hộ dân này cũng là xứng đáng để được làm nhà. Đấy, và nữa là khi bạn A Chi là người đến đây, là người cũng như bạn Hậu là người đến giúp làm nhà thì cũng phải tuân thủ những cái gì đó của địa phương. Vâng. Đấy, mình đi lại những thứ, tất nhiên là ở lại vài hôm có thể đi lại hay là ngủ nghỉ ở nhà nhờ bạn công an viên. Vâng. Đấy, thì hay là đi lại thị trấn những thứ thì cũng chấp hành những cái gì đó của địa phương. Đấy. Vâng. Giờ cấm hay là ấy, nhớ đâu đêm hôm ông lọ dọ đi đâu ấy chết. Đấy. Ngã xuống bể không hay. Thôi Thắng trêu đùa một chút thôi, nhưng mà tất nhiên là tất cả những cái gì đó mà anh em đến đây thì bà con dân bản đều rất là quý và trân trọng. Đấy, là những cái mà đã đến đây chung tay cùng với cả kênh Tất Thắng, cùng với cả bà con nhân dân chia sẻ những cái khó khăn của người dân địa phương như này, phải nói rằng là cực là quý hóa rồi. Đi đâu ai cũng nhìn thấy cũng rất là quý. Đấy, thương mến những người mà đến đây chung tay giúp đỡ mình. Và bây giờ thì mời các bác cùng với cả Tất Thắng, với cả A Chi rồi là anh em. Đấy. À, đến đây năm nay là phải đầu năm thôi, nhưng mà phải nói là năm được mùa qua kênh của Nguyễn Tất Thắng. Có rất nhiều những bạn trẻ ở Việt Nam đấy, làm những cái chương trình ý nghĩa như này qua kênh Tất Thắng, phải nói rằng rất là tuyệt vời. Đấy, Thắng mong rằng còn nhiều những cái bạn trẻ nữa đang làm ở tất cả mọi nơi, làm về tất cả các lĩnh vực có thể kết nối qua kênh của Tất Thắng, giúp đỡ không lớn thì nhỏ, được những cái gì đó cho bà con vùng cao, phải nói rằng là tuyệt vời. Thắng rất mong được cái sự chung tay đó của các bạn trẻ có những cái tấm lòng hướng thiện giúp đỡ bà con nghèo. Đây nha, mời mọi người vào trong này. Đây. Trong này thì nhà của bạn này thì hôm qua Thắng cũng đã chia sẻ hình ảnh rồi. Đấy, là nhà đang đâu chủ chủ nhà đâu, lên đây một chút. Đây là vừa nãy thì bạn công an viên cái thứ rồi đó. À, xin chào. À, đây là giới thiệu mấy cả Ná chút nữa là đây là bạn Hậu. Đấy, còn đây là bạn A Chi. Đấy, còn kia là bạn Tủa thì biết rồi. À, đây là vợ của bạn Ná. À, này. Trưa nay thì anh em mình ăn cơm ăn nước ở đây rồi làm việc tại đây. Đây chủ nhà ngồi đây. Đấy. À, còn ghế nữa không, cho công an viên với cả bác bí thư ngồi bên kia. Đây. Đây còn chỗ này rộng rồi. Đây. Ná ngồi đây. Bí thư ngồi đi ạ. Đây là thứ nhất là giới thiệu qua. Bạn Ná là nói được tiếng phổ thông chứ nhỉ? Nghe được. Được không? Nghe được. Nghe được gì? Nghe được. Nhưng mà nói được không? Không nói được. Nói được một tí. Nghe được nhưng mà có hiểu không? Hả? À, nghe được thì ai cũng nghe được đúng không? Nhưng mà quan trọng là hiểu gì? Hiểu vấn đề gì? Hả? À, hiểu được là mình đến đây giúp làm nhà gì? À, hiểu được. Nghe cả nói cho để xem cái này có hiểu nhá. Thế ngày mai là A Chi giúp tiền rồi, làm nhà rồi. Thì ngày mai là nhờ người đến đây để dỡ nhà, làm nhà mới luôn. Được không? À, được, ok. Thế là cũng hiểu, nghe được nhưng không nói được. Đấy, có nghĩa là cái vốn từ là ít. Nói được nhưng mà nói được ít. Học đến lớp mấy? Học lớp 6. Lớp 6 rồi. Có biết chữ không? Biết ít.
Biết ít, à, biết nửa thôi gì. Học cấp 2, đầu lớp 6 thì nghỉ đúng không? Sang lớp 6 học được mấy hôm? Học hết lớp 6 à? Cũng biết ít, bạn này rất là khiêm tốn, cái gì cũng biết một ít. Đấy. Bây giờ như này, thì cũng nói qua với cả Achi được biết nên là về cách làm để cho Achi nắm được. Thứ nhất là qua tất cả mọi người giúp đỡ ấy, thì đều là anh Thắng nhận tiền và sẽ bàn giao cho cái bên xây dựng hoặc là bên giám sát nào đó để cho nó minh bạch và công khai. Đấy. Thì ở đây thì có bạn Tủa và bạn công an viên và bạn bí thư trực tiếp là người giám sát đấy, công trình, làm công trình và mua vật liệu. Đấy, là những người mà nòng cốt ở đây. Đấy, họ sẽ làm và mua vật liệu cho người dân. Đấy, tất cả những cái vấn đề đó thì mình sẽ là người bàn giao lại và cháu Tủa sẽ là người ghi chép. Đấy, tất nhiên là như lúc nãy bạn ấy nói rằng là ôi không cần về cái vấn đề đâu, em đã giao tiền cho anh là ok rồi, không phải lo. Nhưng mà cái này là để minh bạch cho nhiều người, người ta cũng biết được. Đấy, người ta biết được về cách làm của anh Thắng. Đấy, là để cái sự uy tín đấy còn không phải riêng mình bạn mà còn nhiều người khác nữa đến với cả anh. Đấy, và cũng nói rằng là mấy cả quý khán giả là Thắng cũng nói ở đây là để làm như nào mà cho nó hiệu quả nhất cho bà con. Thứ nhất là hiện giờ đang là nền đất này. Thứ hai là xung quanh là gỗ ván xung quanh này. Đấy là gà qué rồi chui vào nhà rồi là ví dụ như ngay cỏ bò rồi là những cái đồ rắn rết có thể chui vào nhà bất cứ lúc nào, con côn trùng cứ có thể chui vào nhà, bay vào nhà, hay là từ trên trời là mưa có thể là dột xuống bất cứ lúc nào, đúng không? Như Achi đến đây thực tế rồi, nhìn nhà đây có thể nhìn thấy có rộng đấy, nhưng mà cột các thứ và những cái chân các thứ đã hỏng hết rồi, và mái pờ lô thì cũng đã nát hết rồi, nứt hết ra rồi, đúng không? Thủng hết rồi đấy, ngoài trời cũng như là trong nhà đúng không? Đấy là đến tình hình thực tế, không nhiều lúc là đến lúc quay có thể các bác là nhìn thấy có thể không biết được và chia sẻ hết được những cái hình ảnh để cho mọi người biết được. Đấy, nhưng mà điều kiện gia đình là như vậy đấy, và đến đây thực tế là như vậy. Thì với cái số tiền mà như hôm qua cũng trao đổi với cả Achi ấy, thì là mình là nhận sẽ là từ phía Achi là 70 triệu giúp đỡ làm nhà cho hộ gia đình này. Đấy, và cái nữa là hộ gia đình là cái vận chuyển vật liệu từ dưới đường mà chỗ mình để xe đó là gia đình phải tự vận chuyển. Đấy, gia đình vận chuyển và tự lo nước. Đấy, anh em đây là không có hỗ trợ về tiền nước, mua nước hay là phải đi gánh nước hay là phải thuê người như nào đó, là gia đình phải tự đấy, nói chuyện tự túc, rồi là tháo dỡ, rồi là về hỗ trợ những cái đây là gần như chỉ là đủ tiền vật liệu thôi. Đấy, có thừa ra được cái vật liệu, nếu có thừa, may mắn thừa ra thì cũng chỉ là để hỗ trợ thêm nào đó gia đình thôi, còn cái vấn đề thừa hay như nào đó thì sẽ có một cái tổ ghi chép đấy, ghi lại. Đấy, theo Thắng thì 70 triệu là vừa cái tiền vật liệu cho với cái khung nhà như này. Đấy, nhà như này là cũng là nhà to rồi. Tất cả những ngôi nhà thì đều theo chỉ tiêu của nhà nước để ra 60 mét vuông trở lên. Đấy, theo làm theo cái ma rem nào đó để cho Achi nắm được. Qua đây là cũng nhường lời cho Achi và cái số tiền bàn giao lại cho anh Thắng là 70 triệu. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục quay vào đây. Thì thông qua kênh anh Thắng á, thì mình cũng có cái duyên kết nối với anh gì nhỉ? Ná. Anh Ná. Coi như là cũng là cái nhân duyên. Thông qua anh Thắng thì đây là cái công trình đầu tiên em lên Hà Giang. Thật sự đây là công trình đầu tiên. Cũng muốn lên đây để trải nghiệm ăn thử cái món mèn mén thế này nó như nào, chưa ăn bao giờ. Chưa ăn mèn mén bao giờ. Muốn trải nghiệm thực tế xem cuộc sống trên này nó như thế nào. Thế mới đầu đến đây thì bạn thấy cảm giác vùng đất này như thế nào? Nó giàu có gì không? Cảm nhận là chủ trên này không? Thì nói chung là nó vất vả, toàn là đá. Để mà canh tác lúa thì không có. Để ngày mà kiếm khoảng 20.000 hay 30.000 là cũng nghe cũng căng. 20-30.000 là bí thư còn nói là còn cả tháng ấy, chứ không phải là một ngày kiếm được 20-30.000 đâu. Thế nên là bà anh em nào mà ở miền xuôi mà có điều kiện
kinh tế thì có thể là lên đây kết nối với anh Thắng, kết nối với các cán bộ bí thư trên này để giúp đỡ bà con trên này. Sau này thì đây là công trình đầu tiên, sau này em cũng muốn có những công trình thứ hai, thứ ba để có giúp đỡ bà con trên này và kết nối thêm nhiều anh em ở dưới xuôi, ở dưới Hà Nội. Thế thì tuyệt vời quá. Để giúp đỡ bà con trên này là cố gắng làm sao là xóa nghèo hết trên này. Nếu mà xóa được hết nghèo cho chỉ cần thôn này thôi, 93 hộ rồi là cũng đã đủ yên tâm lắm rồi. Một hộ thôi, một thôn thôi là đã là quá tốt rồi. Còn có những thôn nói là gần như 100% là hộ nghèo. Chứ không có hộ nào là hộ khá cả. Đấy, như thôn này là vẫn còn có gọi là tí mặt đường. Đấy, gọi là tiếp cận mà văn minh là còn đỡ hơn một chỗ khác, nhưng mà nói chung là tương đối hết, đi vào bản như này là tương đối hết, xem như nhau. Đấy. Đấy là nói để cho A Chi biết được. Rồi anh Thắng cứ đầu tàu, bọn em là cứ theo sau, nghe một chân một tay thì giúp đỡ bà con cho nó. Bây giờ thì bạn A Chi sẽ bàn giao cái số tiền lại là cho anh Thắng, xong là sẽ Thắng sẽ tiếp nhận, thì ngày mai là cái trong cái công trình tiếp tục Thắng bàn giao thì sẽ bàn giao cho cháu Tủa. Đấy, bạn A Chi, lúc Thắng ở lại đây hết ngày mai thì bạn A Chi sẽ ở lại cùng cháu Tủa ở đây vài hôm, nếu mà chơi cùng mấy cả bà con dân bản với cả gia đình cùng làm nhà thì A Chi có thể ở lại vài hôm, 2-3 hôm hay là một tuần thì A Chi cứ ở lại nhé. Dạ vâng, vâng. Vừa nãy ra ngân hàng rút mà ngân hàng cho toàn tiền 20.000. Ok. Hai mươi nghìn là nó màu xanh, nhưng đây là tiền màu đỏ, đúng không? Lần sau là rút cho anh tờ 500 nhé. Đây là bạn A Chi là có bàn giao lại cho Tất Thắng là số tiền là 70 triệu. Số tiền này thì Thắng không cần đếm nữa, cũng như bạn Dũng Diễm đã bàn giao cho Tất Thắng là 70 triệu lần trước. Thắng cũng lần này thì Thắng cũng rất tin tưởng bạn A Chi. Tại sao là vẫn còn thấy có túi của ngân hàng đây, đại diện ngân hàng Agribank đấy, và họ cũng cái số tiền đã được rút đây là tại ngân hàng. Bạn Tủa vừa nãy đi cùng rồi đúng không? Tủa là người nhận tiền. Tủa là người nhận tiền rồi. Số tiền là 70 triệu. Qua đây Thắng là gửi lời cảm ơn đến bạn A Chi. Thắng thì cũng chưa biết bạn A Chi là công tác hay là làm bên ngành gì hay lĩnh vực gì, nhưng mà cũng chúc cho bạn A Chi làm được những cái việc gì nó tốt. Thứ hai là mua bán hay làm bất cứ một cái gì nó đều gặp may mắn trong cuộc sống, và có sức khỏe dồi dào và hạnh phúc, gia đình mọi người ai cũng có sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Mà bạn A Chi có thể tiết lộ được, có tiết lộ là bạn đang công tác hay là làm cái lĩnh vực gì không, hay là để sau? Em cũng chia sẻ với anh thì thôi, công việc thì cứ để sau. Bởi vì em cũng mang làm mảng online thôi, nhưng mà nó hơi khác anh một chút. Thế bạn A Chi là bạn ấy làm về mảng cũng mạng đúng không? Vâng, online máy tính. Về máy tính. Vâng. Thế thì nói đến máy tính thì bà con đây là nghe xa lạ lắm. Bà con là chỉ ấy thôi, điện thoại thôi. Thông qua đây thì em cũng chúc anh là luôn là mạnh khỏe, công tác tốt để giúp đỡ được nhiều bà con thôn bản. Chúc anh em trong đoàn mình là cùng các cán bộ trên này cũng mạnh khỏe, để làm sao là anh em cứ cùng nhau phát triển. Ok, cảm ơn bạn A Chi nhé. Gia đình thì cũng sang cảm ơn bạn A Chi. Là số tiền đại diện thì mình đã nhận đây rồi là 70 triệu rồi. Ngày mai thì gia đình sẽ tiến hành cùng với cả bạn A Chi ở đây là giữ nhà, làm ngôi nhà mới cho hộ gia đình tại đây. Đấy, ngôi nhà thì chắc chắn là sẽ đẹp, và phải nhắc lại lần nữa là vẫn phải là mái xanh. Đấy, có nghĩa là mái không phải còn dùng sử dụng vào lô nữa, tại vì vùng trên này bắt buộc. Nhá, nói Thắng nói với cả các bác là Thắng gần như là sẽ về cái vấn đề mái nhà là phải bắt buộc dùng sử dụng mái xanh. Đấy, để hứng nước ăn cho nó đảm bảo, tại vì là cái nguồn nước mà từ Pà Lô xi măng xuống có rất có thể dễ sinh bệnh đó. Đấy, nên là cố gắng làm sao mà để sử dụng được cái mái tôn cho nó hứng nước ăn uống cho nó đảm bảo. Cũng như A Chi vừa đến cái nói rằng là anh cái nước này ở đây là ăn uống là cũng nguy hiểm đúng không? Đúng rồi. Đấy, thế nên là Pà Lô độc thì có thể là
phải sử dụng hết mái xanh nhé. Nhưng số tiền này thì chắc chắn là sẽ đủ gạch xi và tôn sắt rồi đấy, để cho bà con xây dựng rồi đấy. Nên là cảm ơn bà A Chi à, sang so sánh nhá. So sánh được tí lòng. Thế là trưởng thôn mấy cả bí thư mấy cả công an viên cũng đã biết rồi, mua nhà mới nhá, ổn định sản xuất. Số tiền thì cũng đã nhận đây rồi, và Thắng tiếp nhận số tiền là 70 triệu đồng đấy. Bây giờ thì Thắng sẽ di chuyển sang cái nhà một em gái 24 tuổi mà trong cái video lần trước Thắng có gặp và để nói giới thiệu, mà Thắng cứ gọi là chị dâu, là em Mỹ 24 tuổi ở ngay cạnh bên này đấy. Thắng sẽ gặp cái em Mỹ đó, là anh hôm trước thì anh trai của Tất Thắng có liên hệ và nói chuyện, thì em Mỹ là nhiều lúc là gọi điện chưa có thẻ này, rồi là anh ấy gửi tiền cho để mua thẻ cái thứ để anh em trao đổi cho nó dễ. Chủ động gọi cho nhau. Đấy, anh em đã nói chuyện qua điện thoại rồi. Đấy, và Thắng rất mong rằng là cái cuộc kết nối này nó thành công, tại vì trước kia là Thắng đã liên hệ quay video đến 8-9 người rồi, thì các em nó cũng đều đi lấy chồng hết rồi. Đấy, lần này thì chắc chắn là Thắng mong rằng là nó cũng lại thành công. Đấy, ngoài cái việc đã ấy ra và Thắng kết nối rất nhiều dân nhân duyên cho đã được 8 em rồi, nhưng chẳng qua là do khi đến lúc các em lấy chồng là đều là không muốn chia sẻ những cái hình ảnh đấy để các em đi lấy chồng nó tốt đấy. Và bây giờ mời các bác cùng Thắng lên chỗ nhà em Mỹ nhá. Vâng. À, đi được ngày luôn à? Đâu, đâu đâu bảo mấy anh chị em đi ăn à, đi xong đi mà đây. Tí quay lại sau. Ở cái túi đựng tiền đâu nhỉ chị nhỉ? Cho mình mượn cái để cho chuyển cái này cho anh Sự taxi dù cầm cho nó an toàn. Anh Sự, người uy tín cầm tiền với cả lá đắng. Anh bỏ lá đắng cái thứ vào trong này đi. Đấy, tí nữa nấu trong này xong rồi đi lên trên này. Đâu rồi đi? À, hôm nay phải thử một lá đắng của anh ấy. Anh Thắng. Hôm nay thì sẽ được thử đi bên này à? Ờ thì các bạn khỏe như trâu ấy nhá. Các bác sẽ được đi cùng Tất Thắng lên nhà em Mỹ. Đấy, nhà trên cách nhà ná này cũng khoảng mấy nhà thôi đúng không? Đây à, nhà chỗ bụi chuối đây à? À bên kia à? À. Đấy, vừa thấy ngó mặt ra ở đấy. Này thấy chạy vào đấy. Đây, Thắng tán sẵn rồi, chỉ việc anh lên đấy được mê về thôi. Lần này Thắng gần như là tán đổ hết cây cối xung quanh rồi. Đấy, chó má đến là cũng quẫy đuôi hết rồi. Anh đến là chỉ việc bốc về thôi nhá. Ờ, khoai sao không để nhà giữa ấy? Ờ đâu, anh mang cái điện thoại kia đằng sau, nó cái thẻ nó ngại mua nữa. Đâu rồi, Mỹ đâu rồi? Em ơi. Đây, Caliman quay thẳng vào nhà hộ cái. Đấy, đây là ngôi nhà của em Mỹ. Trước cửa là có cái bể. Đấy. Anh Sự ơi, đưa điện thoại kia đây. Tí nữa có thẻ đây. Có nhà không? Đâu bảo em ra đây. Ra đây á, không vào nhà. Đây đây. Ôi, chị dâu của anh Thắng ấy. Anh em nhìn thấy thế nào? Ra đây em ơi. Quay ba vòng em. Đây đây, ra đây, Mỹ ra đây. Đây, giới thiệu với ông anh trai. Đấy mà mọi người Thắng từ hôm trước cứ gọi là chị dâu rồi. Đấy, và hôm qua anh ấy có gọi điện không? Không ạ. Không gọi à? Ông anh trai này chết giả rồi. Hôm kia? Từ hôm đến giờ gọi mấy lần rồi? Một lần. Một lần thôi à? Ừ, rồi. Thế có thấy cuộc gọi nhỡ ra nữa không? Thấy một có gọi nhưng mà lúc đấy em đi làm. À, em đi làm nên là không gọi lại được đúng không? Đúng. Hôm nay là anh trai của anh là gửi tiền cho em là mua thẻ, mấy cả em mua gì thì mua đấy, để
mấy hôm nữa anh ấy lên, tại vì bây giờ anh còn đang bận chưa lên được. Đấy. Thế là đâu nhờ cái điện thoại đâu, cái thẻ ở trong đó. À. Ở đằng sau. Mấy cả anh ấy gửi cho em 1 triệu. Đấy là đây là nhà của em Mỹ, mấy cả anh ấy nhờ là quay hộ gia đình bố vợ. Đấy. Nếu mà mấy hôm nữa anh ấy xong công việc thì anh ấy sẽ lên nhá. Đây là tháng gửi tiền cho em Mỹ để em ấy mua đồ gì thì mua. Đây em ơi. Hả? Đây anh ấy gửi, tối anh ấy sẽ điện lại nói chuyện sau nhá. Đây đây em. Đấy của anh ấy à? Ừ. Của anh ấy tên là anh Kiên. Hôm qua hôm đấy anh giới thiệu chưa? Chưa giới thiệu tên. Ôi cái ông này chết dở rồi. Được rồi, để về tối anh ấy nói lại anh ấy nhá. Đây, anh ấy gửi đây. Đây. Mấy cả đây. Thẻ đây hôm qua anh mua đây. Ừ. Đây. Thì em thay mà cảm ơn anh Thám với lại anh Kiên. Anh Kiên đẹp trai. Ừ. Anh ấy là nhìn anh một thì anh ấy phải bằng 3 lần anh. Đấy, đẹp trai lắm. 3m6 à? Nhà có điều kiện nữa. Nhưng mà lại không biết nhắn tin, không biết đây là đây là thẻ 100.000 nhá. Đây, một thẻ này. Đấy, anh nhờ mua này. Hai thẻ này. Đấy. Ba thẻ nhưng mà thẻ này bóc rồi. Đấy, thẻ này hôm qua là không có nghĩa là như nào nhỉ? Anh ấy gửi là hai thẻ nhưng mà cái thẻ mà bóc ra này rồi là vẫn nạp được. Đấy là nhờ anh Sự hôm qua ấy là anh ấy bóc hộ. Đấy. Nhưng mà hình như là cái sẻ này phải hôm trước nạp được không? Hôm qua. Hả? Thế làm thử làm lại. Bạn ấy cứ đưa cho. Đây nhá, anh cứ gửi lại cái này nhá. Ừ. Đây. Ừ. Đấy là anh Kiên Thắng đã chuyển thẻ của anh Kiên cho. Nhưng mà hình như là có hai anh ấy chuyển hai thẻ thôi. Có hai thẻ kia là đã bóc rồi đấy. Đấy, anh Sự hôm trước là có thằng gì nạp nhỉ? Biết hôm nay có em cái đấy. Thằng tên là Hiệp đúng không? Chưa, em cứ thử nạp lại xem. Hình như là có một cái là vẫn còn thì bóc ra rồi thôi nhá. Anh Kiên nhá, là bắt tay cái đấy. À, bắt tay chị dâu. Chưa chắc á. Chưa rồi, chết rồi. Trả lại. Nhưng mà anh ấy chưa bảo tên với lại như nào. Bây giờ như này là chắc khoảng đầm độ 1 tuần nữa thì anh ấy sẽ lên đây nhá. Lên đây chơi với cả gia đình em được gì, chơi lúc ấy tìm hiểu nói chuyện. Thế tối em có điện thoại rồi, có ấy rồi thì em gọi lại cho anh ấy, cảm ơn anh ấy nhá. Đúng không? Mà bây giờ bọn anh có thể vào nhà em một tí được không? Được. Đây đây, mời các anh chị em vào đây. Đây là cháu của em à? Đấy, em này là rất là chắc chắn nhá. Đấy, thoải mái đi. Nhà em có nhóm bếp chưa nhỉ? Có lò. Anh Kiên có vẻ hơi thỏa gì á? Anh Kiên hơi... đây, trong này là nhà em Mỹ đây. Đấy. Nhà cũng thoáng phát đây. Nhưng mà đây, cái gì đây? Da bò à? Đây cái gì đây? Cái thủ lợn. Thủ lợn treo. Bí thư lấy ghế đây, ngồi tí mới cả em Mỹ. Anh em không? Vâng. Chi ngồi đây. Vâng. Không gì hết chị. Em bố, thế bố mẹ đi đâu hết em ơi? Hả? Bố mình mẹ. Bố mất rồi à? Bố mất rồi. Đây các anh ngồi đi. Bố mất rồi sao treo. Anh công an ngồi đây. Hả? Bố mất rồi xong là đâu con trai chê là không nên lấy được chồng. Thế á? Thế nào thằng nào chê? Vớ va vẩn chị dâu tôi mà bọn này cứ chê vớ vẩn. Ai chê? Đây là Thắng đến nhà nhưng mà tiếc quá mẹ không có ở nhà. Đi làm à?
Nhưng mà hôm nọ cũng gặp mẹ Mỹ rồi mà nhỉ? Đây Mỹ ngồi đây. Ngồi đối diện đây. Ừ. Đối diện coi anh Thắng. Không gọi em Thắng thôi. Đừng gọi anh Thắng. Nhưng mà là anh ấy lên đây là cho ở đây được gì? Cho ở nhá mấy hôm nhỉ? Không cái anh thì là em trai thôi. Còn anh trai nhưng mà bằng tuổi với anh, con nhà bác anh. Nhưng mà nhìn anh kia, nhìn anh như nào thì anh kia khoảng gấp 2 lần anh. Nhưng mà anh nghĩ là tiêu chuẩn của em là không cần phải đẹp trai đúng không? Quan trọng là thật lòng với cả em thôi đúng không? Và nhưng mà anh hỏi thật em là em có muốn về dưới xuôi làm dâu không? Dưới Tuyên Quang không? Nói chung cũng không phải là xuôi. Nhưng mà ở cái vùng quê của Tất Thắng thì cái điều kiện kinh tế thì nó hơn ở đây rất nhiều. Đấy. Và nữa là chắc chắn là cái cuộc sống và cái điều kiện nó khác ở đây. Đấy. Nó hơn ở đây rất nhiều. Và bác bá của Tất Thắng thì cũng là người hiền lành, chất phát. Anh trai của Tất Thắng thì nhà có đúng một mình là con trai thôi. Nên là cái mà để chăm lo cái cuộc sống của em Mỹ thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy. Còn anh trai của Tất Thắng thì là nhiều bác ấy cứ bảo là nắng không biết chạy vào, mưa không biết chạy ra, thì hôm nào thì các bác gặp thực tế thì các bác sẽ biết. Đấy. Về cái độ thông minh và giỏi thì chắc chắn là còn hơn Tất Thắng rất nhiều. Nhưng mà do là cái duyên cái số của anh ấy là chưa gặp được người con gái nào, nên là bây giờ khi gặp được em Mỹ rồi, qua chia sẻ hình ảnh rồi cũng rất là mến em Mỹ. Đấy, cũng nhờ Tất Thắng là mua chuyển tiền, là mua thẻ, rồi là cho em Mỹ mua quần áo hay là em làm cái gì thì sử dụng. Đấy, còn về cái việc mà duyên số thì hôm nào anh lên trực tiếp đây gặp gia đình, gặp em Mỹ. Đấy, ở đây thì bí thư cũng với cả công an viên cũng tạo điều kiện cho. Đấy, biết đâu là chúng ta sau này lại làm thông gia với nhau đấy, của vùng này với vùng kia đúng không? Biết đâu được ông cũng về đấy đưa dâu đưa nước về đấy, hay là về đấy chơi với cả gì. Chúng tôi là đây nói là người thật thà đấy. Con nhà bác là mẹ của anh ấy là chị gái của mẹ tôi. Đấy, nhà thì không bao giờ phải nói là nhà chè thì rất nhiều đấy, ao cá ao nước của vườn rộng, mặt đường quốc lộ 37. Đấy, và nhà thì hiền lành đấy. Cũng có hai chị gái nữa nhưng đi lấy chồng, và một chị lấy Hà Nội, còn một chị thì lấy ở xã đấy. Đấy, lấy ở một chị lấy chồng ở dưới Hà Nội rồi. Đấy, nên là điều kiện kinh tế thì cũng không thiếu gì cả. Đấy, để cho em Mỹ thì có một cái điều kiện nó cuộc sống nó tốt. Nhưng mà tất nhiên là lên đây cũng phải tìm hiểu và yêu đương nhau. Đấy. Chứ Thắng cũng không nói là gán ghép hay như nào đó. Thắng cũng rất mong rằng là cái sự này nó cũng thành công. Đấy. Người ta có nói là 5 cái ngu hay 10 cái ngu, trong đó cái ngu nhất là cái ngu gì rồi các bác biết rồi. Nhưng mà cái điều này là đấy mới anh trai mình và bạn Mỹ. Đấy. Rồi khi nào bạn Mỹ bạn ấy hiểu được cái cuộc sống là ở cái vùng này sinh ra cũng mình cũng rất là thiệt thòi. Đấy, khó khăn, nên là khi được một cái ở sang một cái vùng khác, vùng tốt hơn mà có người thương yêu mình thì cái cuộc sống mình nó thay đổi ấm no, con cái mình sau này sinh ra có một cuộc sống hạnh phúc nó tốt đẹp, và người thì hiền lành chất phát. Đấy, đến giờ này cũng không phải là người chơi bời nhảy múa ăn chơi phè phỡn. Đấy, là người rất là hiền lành, sáng dậy thức dậy vẫn đi làm nuôi bố mẹ, ở cùng với bố mẹ, rồi là tối cũng vậy, cứ hàng ngày như vậy. Anh cũng không là người đi chơi bời nhiều. Đấy, cũng không phải là người suốt ngày lướt TikTok hay Facebook nhiều. Đấy, cũng có Facebook nhưng mà TikTok thì anh hình như không có chơi. Đấy. Nên là người ta hiền lành, đấy, chân chất. Đấy. Và gia đình cũng mong muốn, cũng xem qua video rồi, cũng nhìn thấy hình ảnh em Mỹ rồi. Anh ấy nói rằng là cũng rất là mến em Mỹ. Đấy. Nên là mới nhờ anh Thắng lên đây giúp như vậy. Đấy. Còn Thắng thì nhìn thấy em Mỹ là cũng là người là hiền lành, chất phát, rồi là thật thà, rồi là biết gia đình ở đây, rồi biết thôn bản ở đây, nên là Thắng mới giới thiệu cho anh trai. Thế. Nhưng còn bình thường cũng mong muốn, rất nhiều người cũng mong muốn được về xuôi, thì nếu những người hiểu biết, người ta cũng mong muốn thoát được cái cảnh nghèo khó, đúng không? Nhưng mà có thể có những cái duyên nó chưa tới. Đấy, nên là cũng không thể nào thoát được nghèo mà vẫn phải đi lấy chồng ở đây, rồi vẫn phải đi
bám mặt mấy cả đá rồi là vất vả cuộc sống khó khăn. Đấy, mình thay đổi được cuộc sống thì nó rất là tốt. Em Mỹ thì cũng đi làm ở dưới xuôi rồi biết rồi đúng không? Đi làm được dưới xuôi được lâu không? Đi là cũng không lâu nhưng mà mình đi cứ về thì 1-2 tháng lại về. Đây à? 1-2 tháng lại về à? Thế em xuống đấy là làm về cái việc gì? Đi làm công ty thôi các bạn. Năm ngoái là làm ở huyện à? Làm ở Bắc Ninh hay Bắc Giang? Bắc Ninh ạ. Bắc Ninh. Đất Bắc Ninh là một cái đất mà rất nhiều những cái bạn trẻ ở Hà Giang cũng như ở các tỉnh khác đi về đấy, tại vì khu vực đó là có rất nhiều các nhà máy xí nghiệp, các công ty, các khu công nghiệp họ mở ở đấy, thế nên là rất nhiều các bạn đi xuống dưới đấy để làm. Vậy thì bây giờ Thắng cũng đã đến đây rồi. Thế chiều tí nữa thì Thắng sang bên kia ăn cơm, thì Thắng chia sẻ hình ảnh ở đây. Thì nếu mà hôm nào, nhưng mà em còn có đi làm nữa ở đâu không? Hay là từ giờ là ở nhà rồi đấy? Em không, em ở nhà thôi. Em ở nhà. Thế thì khoảng tầm độ 1 tuần nữa, hôm qua thì anh cũng nói chuyện với anh trai rồi, khoảng tuần nữa hoặc là hơn tuần nữa thì anh ấy lên. Anh em thì cứ nói chuyện qua điện thoại để hiểu nhau. Em có số rồi đúng không? Em lưu số rồi chưa? Quên mất số rồi à? Không. Nếu mà ấy thì anh ấy nạp thẻ nạp viết ra rồi thì tối lúc nào điện lại nhá. Nói chuyện với cả anh ấy. Anh ấy hiền lành đấy mà. Ngoan ngoãn, hiền lành. Học hành đến nơi đến chốn. Nên là em cứ yên tâm. Đấy. Anh Thắng mà giới thiệu rồi thì không có thể nào mà là vớ vẩn được. Tại vì là đây lại là anh trai của anh. Đấy. Người nhà. Con nhà bác nên là không phải lo gì cả. Về nhân thân lý lịch là hoàn toàn tốt. Đấy. Nên là bảo em Mỹ nó cứ yên tâm. Thế nên là khi mà có duyên mà đi lấy được chồng dưới đấy thì cuộc sống mình nó thay đổi đi. Đấy. Nó sẽ sang một cái trang khác. Đấy, theo Thắng nghĩ là như vậy. Nhưng mà ở đây là nó khó khăn, vất vả với chồng vùng cao, nó lại còn cái điều kiện nữa. Mà tất nhiên thì anh vẫn phải lên đây để gặp nhau. Nhá, Mỹ nhá. Hai mặt vô duyên. Sau này cũng là cuộc sống nó đành hơn. Anh mic ở đây chi. Dạ vâng. Thế Mỹ có muốn nói gì không? Em có nói gì không với cả anh trai anh không? Hả? Thẳng lên lòng. Hả? Nó xanh mình à. anh tên là gì? Anh Kiên. Kiên. Anh Bùi Văn Kiên. Kiên. Họ Bùi. Em cảm ơn anh kia đã gửi tiền cho em với lại cả thẻ. Đang còn xấu hổ, chị dâu của mình là nó đang xấu hổ nên là các bác thông cảm chút. Sau này có duyên thì cũng là đi ở dưới xuôi đấy thì cũng gọi em bằng cậu rồi đấy. Cậu anh là gọi cậu à? Thế tôi lại phải gọi ông bằng cậu á? Anh là giờ to thế nhỉ? Cậu thế là ông trẻ cả? Vài to thế, ông trẻ danh ghê thật đấy. Rồi bắt tay gái nhỉ, lại chuyển sang ông cậu, mai lại phải gọi bằng ông cậu. Đây là trong anh em trong nhà ấy à? Và anh em cùng họ luôn. Cùng họ luôn á? Họ lầu luôn đấy. Cùng họ lầu. Thế tuyệt vời quá, tại vì mình lấy người ta về làm con cơ mà, có sao đâu, lên đây thì đi lại hàng năm hàng tháng thì vẫn về đây chơi bình thường, có gì đâu, đây Tuyên Quang bắt xe tí là đến. Đúng không? Đây là bây giờ mất có cùng lắm là buổi sáng là đã đến Mèo Vạc rồi. Đi tí là đến nơi, mấy tiếng là đến. Là cao tốc cao tốc nữa xong xuôi nữa thì còn không đến. Tuyệt vời. Còn lại còn biết nhau hết đúng không? Đấy, đến đây giúp đỡ rồi, gia đình rồi là ok rồi. Đấy là chị Mỹ là chị có đồng ý không? Cứ phải gặp bác nhỉ? Nhưng mà hay là có chưa yêu anh nào thật nhá, hay là đến lại có anh nào đến đây thì chết dở hả? Không ạ. Rồi không ý. Rồi đi nhờ. Đây là chào chị Mỹ nhá, là hôm khác thì Thắng
Thắng đi xuyên Việt xong thì Thắng sẽ quay lại gặp chị Mỹ sau. Đấy, và hôm nay thì đến đây rồi, gia đình rồi. Thế bây giờ ở đây nhà em là đang mấy người ở trong nhà này? À, ba đứa cháu nữa là 7 hay 6 người nhỉ? Hả? 7 người. 7 người ở trong này, cả cháu. À, có nghĩa là em với mẹ em và anh trai chị dâu ở đây. À, tuyệt vời rồi. Về nhá. Chào chào em. Anh chào nhá. Chào chị dâu anh Thắng nhá. Đây là Thắng cũng đã nói chuyện rồi. Bây giờ thì mời các bác về dưới nhà bạn lá ăn cơm rồi đấy. Anh Thắng, mời chị dâu anh đi xuống kia cùng ăn cơm. Thế bảo hộ coi, tôi ngại. Ra bảo xuống tí nữa xuống dưới kia ăn cơm. Mẹ ơi. Hả? À, còn mấy đứa cháu. Còn mấy cháu nữa nên là ở nhà. Mối này thành công anh ạ. Thành công không? Thành công. Ông nhìn thấy như nào, khoảng bao phần trăm? Theo dự đoán. Em theo em khoảng tầm 99.9%. 99.9 à? Thầy thì có anh Thắng giới thiệu rồi. Anh Thắng uy tín. Uy tín chưa? Như thế là uy tín không? Hả? Anh Thắng thì là uy tín rồi. Nhưng mà... Không biết ông anh có dám bỏ lời không? Ông anh tôi bạo hơn tôi nhiều. Ông chưa gặp thôi. Ông đấy nhanh nhách luôn. Đi quay kênh YouTube không? Đi đến đạo mà anh Thắng hộp vợ cho em vâng. Đâu chi? Đây à? Vâng. Ủa đấy chưa, mình nhìn thấy rau trên này, nhìn này. Khổ không? Biết là rau sạch rồi nhưng mà nó có giống rau ở dưới xuôi đâu. Rau này trên này là cứng. Rau này. Bản là nó không có phân bón nên nó sẽ rất là tự nhiên. Nó cứng. Chứ rau xuôi nó sẽ nhiều phân, bắt đầu nó mềm. Tốt. Đấy, chi mới cả công an viên vừa đi hái rau thôi. Rửa rau đây chỉ một xô nước thôi nhá, một chậu nước thôi đấy. Tiết kiệm được. Nước nồi hiếm lắm. Toàn đá. Nhà này mai dỡ liệu một buổi sáng xong không, Bí Thư? Hả? Nhà này mai dỡ. Nếu mà sớm thì chắc phải tận 2 giờ mới xong. Thế à? Lâu à. Thì có chuyển ngô này. Mai thì cứ bảo là gia đình chuyển ngô dần đi nhá. Vừa nãy là em đã thông báo bảo là cho gia đình là chiều nay ăn cơm xong là chuyển ngô dần đi, nhưng cái đồ đạc ở nhà là chuyển dần đi. Nhờ anh em vào là chỉ việc là dưới nhà. Hỏi anh cất vàng ở đâu không? Cất vàng. Em có vàng thì chắc là không cần a chi chứ. ông kia là gặp được ân nhân đến tận nhà đấy. Đấy, ông là duyên đấy. Duyên đấy, là đến tận nhà đấy. Có những người là người ta chỉ ở xa, người ta gửi tiền qua thôi. Hôm nay A Chi đến được tận nhà này là ok đấy. Làm gì nó phải tận nơi. Đấy, tận nơi chứng kiến hộ gia đình đúng không? Đấy. Trăm năm trước là anh em với nhau. Trước kia chắc là anh em với nhau ấy. Có khi anh kia là kiểu là quan vũ của em, chắc là Trung Phi đấy. Giảm tin quá. Chú anh nhìn thấy như kiểu cao bồi ấy. Cái này rửa chung luôn, tí rửa chứ. Tí rửa. Một gà rang với gà xào đúng không? Gà luộc với gà xào. Gà rang. Hai gà mình lấy lên là xào đúng không? Gà nhà gia đình là luộc đúng không? Có gừng không? Có. Đây là mẹ của chị dâu mình đây. Đấy. À, mẹ của em Mỹ. Em Mỹ đấy, sang đây đang hộ đây. Bà nhiệt tình ấy. Bà là cũng trên 60 tuổi rồi. Bà tí bảo em Mỹ sang đây ăn cơm cùng anh Thắng cho vui. Bà hiểu tiếng đâu. Anh nói về sưu tầm cái bộ này về xuôi thì hơi khủng bố nhỉ. Đấy, bếp này bộ tí nữa nấu luôn đây mà. Xào luôn vào đây. Tí xào gà luôn đây đấy. Xuôi nhà nào giàu lắm thì có đạp con.
Chảo này riêng không bao giờ sợ cháy. Bếp lò rồi. Không, mọc đầu ra. Tìm cả xã không có. Không có cái chảo này. Cái chảo này chính xác ấy, ngày xưa nhà anh ấy dùng để sao chè. Sao chè bọn em không phải vùng chè nên mà em không biết. Nhà anh ngày xưa nông trường chè tháng 10. Nó có những cái chảo như này. À, đây là mỡ động vật thôi. Mỡ tà rồi đấy. Hết rồi. Có nghĩa tà là hết rồi. Đấy, đồ đạc đây, cái chạn của gia đình đấy. Sử dụng là thế, thớt thiếc đây. Cái thớt kia chắc là đang chặt kia là đang mượn về à? Hay là thớt nhà đấy? Thớt nhà nhưng mà không hỏng hết rồi anh. Cái này lại nhớ lại tuổi thơ ngày xưa. Cũng vất vả như này. Ngày xưa thì vất vả lắm, điều kiện. Nhưng mà nói thật, những năm 90 nhà mình cũng không đến mức như này. Nói thật. Cũng không đến nỗi là có 2-3 cái nồi. Không có bát đũa mà ăn. Đúng không? Đây không có bát đũa mà ăn. Đúng rồi, trên này ăn thìa. Ăn thìa. Nhà đấy. Ấy. Chỗ này tối hôm qua mình quay rồi, mình vào đây mình thăm dò trước rồi. Hôm mưa thì như là trong ấy nhỉ. Cơn mưa rồi. Trong cơn mưa. Đấy, nhà đấy. Hỏng hết rồi. Đây là cũng cái quan điểm của mình là khi đã lập mái plô rồi là lập mái tôn rồi là đều phải cho bếp ra khỏi nhà hết. Đấy, nên là anh em làm là đội ngũ làm ban phát triển thôn này là mình đã bảo hết rồi. Cách làm với cả cách mà cho bà con tiên tiến hết rồi. Bếp này ở trong này khói rất là độc hại. Khói củi khói kiếc này. Nhà ông nào mắt miếc nó đỏ hoe hết cả. Rồi là nền được cái nền bê tông đi. Đấy, cho nó chất lượng. Không được gạch thì thôi bê tông. Xôi về tìm cái mỏ hóng này khó này. Bếp đấy. Cái này nó sẽ độc hại đúng không? Không có thanh niên nào nấu à? À kệ ở đây thì gà ăn uống rồi như thế. Ăn uống là nó cứ phải thoải mái cho bà con ăn. Bà con ăn khỏe lắm. Không phải làm lá đắng đi. Ăn đi, hai anh em ăn đi. Em trẻ trẻ kia là ấy. Em đấy là chủ kênh. Phó kênh. Kênh tên là gì ạ? Kênh Minh Gia Quy. Minh Gia Quy. Kênh sắp triệu người đăng ký rồi. Người ngoài quá lên đi theo anh Thắng được mấy 1 triệu rồi. Toát mồ hôi. Ăn khoai đi. Thích ăn khoai cứ lên đây ăn ngô ăn khoai ăn sắn, trên này chỉ ngô khoai sắn luộc thôi anh em ăn. Đây là khoai nướng. Đi đâu là em phải làm cái món này ăn được cho nó đỡ nhớ quê. Này quê học ở đâu? Em ở Bắc Giang. Vâng. Anh em làm quen đi, toàn là những người cũng đi giúp Hậu này cũng lên đây giúp cùng mình cầu kiếc mấy cả đường mấy cả nhà đấy. Nhiều việc lắm. Cứ nhiều bạn trẻ như này là nó cuộc sống nó tích cực hơn. Lên đây thành phố nó ngột ngạt quá thì anh em xả chép vui vẻ. Sống thấy nó chậm lại, nó không còn nhanh nữa đúng không? Xuống dưới kia công nghiệp lắm. Người cứ đi lại nhập cảm thấy mình không quấn nhau nó cũng không được. Mất cái đầu luôn. Đây xả chép thoải mái đầu óc tư tưởng. Ăn hết củ khoai đây là nổ ấy. Không lo anh ạ. Đấy, bây giờ ăn khỏe lắm đi kiểu đi núi nhiều á. Núi nhiều tốn năng lượng nhiều. Mời nhá. Mời các bác nha. Kia còn mấy củ nữa em ơi. À, đây em ăn hết. Không, em lúc nào chưa thắng em đu ăn khoai. Bây giờ mình rút kinh nghiệm là đưa người ốm đi viện là không cho hai ông này đi nữa. Nghe cái tên của nó. Đưa đi
phát lại đưa về luôn. Bây giờ phải tìm ông nào ông tên khác ấy. Đưa đi viện. Cứ hậu sự mới quan tài khiếp lắm. Giúp được mấy trẻ em trên này mà lên chữa bệnh ý nghĩa. Ừ, chữa bệnh trên này nghĩa đi học đi việc vận động anh em đi học. Chưa chín kỹ mới ăn vòng quanh thôi to quá con của lo thì nó chấp nhận sống ở dưới dưới không lật lên nó ngắt rồi. Cái này than không phải than lại đâu, than cái là chín rồi. Có kia anh bóp ở bên ngoài nhưng bên trong vẫn chưa chín đâu. Tới em nghĩ đổi bảo em ăn quay nó vẫn sống qua ngày. Cần gì phải cầu kỳ hay là bón chen nhiều như mệt. Mình chẳng qua là mua thịt đây là ăn bà con ăn thôi. Thế còn mình ăn thịt ngoài kia ra nguyện ngồi gọi mâm ra bụt thoải mái đúng không? Đấy, nhưng mà vào đây nó ăn nó lại ý nghĩa nó khác nhau hoàn toàn luôn. Ăn ở đây là bà con lại được ăn. Ơi! Không, mấy ông cứ làm đi. Đấy, gà xào đã xong. Đấy. Bây giờ còn gà luộc nữa. Mai mình cần thiết mình vào mình mua đũa luôn. Để mai mua. Đấy, tớ bảo tủa rồi, đặt cho thịt bò mai vào làm cho hai chảo thắng cố này. Nhưng mà giữa nhà rồi thì phải mang chảo ra ngoài nấu hả nhờ? Công an viên nhờ, so nhờ. Đây mèn mén đây em. Chưa bao giờ được ăn mèn mén thì anh giới thiệu với em đây là món mèn mén. Và hôm nay em ăn món này mèn mén nếp. Mèn mén trắng. Trắng. Đấy. Đấy. Thằng ngu nếp đấy. Ờ. Không phải ngu nếp đâu. Nên là vẫn đang ấm ấm luôn. Này ăn được gì? Đúng rồi. Ngon luôn, tuyệt vọng. Chưa thấy vị gì? Chưa thấy vị, tí nữa. Bây giờ mình mới là thử thôi. Tí nữa mình làm thật luôn. Hôm nay em ăn cảm thấy nó sẽ không ngon nhưng mai em ăn tiếp em sẽ thấy nó ngon rồi. Và ngày kia em ăn tiếp nó sẽ cực ngon luôn. Mà em ăn em có thích tăng cân không? Có. Ăn mèn mén như anh luôn. Tăng cân luôn. Rồi ôi. Đẹp trai như anh đúng không? Nếu đẹp trai như anh thì nó còn hơn chứ, nó còn như anh thì ăn thua gì so với bên Tây. Nó phải như anh Sự ấy, chim cánh cụt ở vùng cực Bắc. Đẹp, ăn vào cứ nhìn thấy Sự như nào là nó như vậy. Đấy. Tuyệt vọng luôn. Canh lá đắng chú ăn vài hôm nữa thì mặt luôn rồi hồng luôn. Hồng hào. Nhưng mà chú là ăn ít đúng không? Em ăn ít. Gan cái thứ có cứng không? Có. Thế thì rồi đúng bài luôn rồi. Đây chú đi cùng anh ăn một tuần canh đắng xem mà xem phải ăn khỏe không nhá. Vâng. À. Anh chỉ lên ở đây khoảng 3 ngày thôi. Ừ. Và anh sẽ nghiện. Ừ. Nếu mà gan thận chú kém chú ăn canh đắng của anh vào xem đúng không, không? Lại bảo anh Thắng nói phép. Lúc nào riêng chú về anh kỷ niệm chú luôn. Nhớ nhá. Ừ, ba lá. Hiện tại là bây giờ còn kỹ lắm rồi. Còn ba lá. Không, đợt này anh mang lên nó không nhiều. Mấy bữa anh về xong là anh lại cầm lên. Ừ. Tại vì anh về rất nhiều khả năng là có khả năng thôi nhưng mà thông báo sau. Em chỉ cần chú ăn thôi. Chú ăn cái này xong là về anh khẳng định chú là ăn và chú béo. Nhưng mà chú bây giờ bao nhiêu cân? Em được khoảng 55 cân. Thế chú phải lên 10 cân nữa bằng cân thằng Hậu kìa. Đấy, nhìn thằng Hậu kìa, người nó nhìn đẹp trai không? Nhìn như diễn viên điện tử. Sao muối anh ấy? Ừ, sao muối. Hả? Ờ, đúng rồi. Nhưng mà chú nhìn thấy người anh như này là chú có muốn như anh không? Béo như anh không? Như anh là đẹp rồi. Ờ, anh thì lại đang lại muốn gầy đi một chút. Như anh, em cao mét bao nhiêu? Em 1m75. 75 thì chú phải nặng 72 cân. Bằng cân anh. Thì. Em đúng. Anh 70 thôi nhưng mà cố gắng lên đây gặp các bác để các bác cho ăn lá đắng để nhanh tăng cân. Ờ à, được rồi, mát gan luôn. Gan đang cứng mai mềm luôn như ấy luôn, bún luôn. Tăng 5 cân mới lấy vợ được. Ờ.
Hôm nay như yếu thì như này nếu mà 55 cân mà lấy vợ thì nó hơi yếu. Sức khỏe nó không đảm bảo. Động phòng nó phải khỏe, đúng không? Chăn chát luôn. Tí nữa lấy cho cái kia uống cho khỏe, ăn tốt. Ừ. À, lá đắng ăn cho tốt vào. Lá đắng thì anh này phải hãm đặc sệt. Ừ. Không có nước. Không, nhưng mà nó chưa ăn đắng quen nên nó phải từ từ nó vào. Ăn từ một là nghiện ngay, vấn đề chỉ phải chấp nhận. Chính là em ăn thử chắc đắng lúc đầu thôi, xong rồi xong họ. Sau quá sợ nó ăn nhiều quá nó nghiện rồi, đến lúc mà không đủ đậu đắng chú còn phải mua Classic về để cho thêm vào ấy. Đây là nghiện rồi đấy. Họ lại nghiện rồi. Đấy. Nhìn thấy không, béo tốt lên chưa? Xem lại video cũ xem trước mặt xanh lè luôn. Anh Thắng rủ Mạnh Thường Quân lên thân cho anh ăn lá đắng. Bây giờ câu lạc bộ đông lắm rồi. Hiệp hội những người ăn lá đắng. Nhưng mà chú cứ đánh vào mạng xem, đánh Google xem là tác dụng của lá đắng xem. Anh không nói dối đâu. Em thấy là lá dân dã tốt mà. Ừ. Tự nhiên rất tốt. Lá tự nhiên thì đương nhiên là tốt rồi, nó không phải là những cái đồ công nghiệp hóa chất. Bà con đã nói rồi, cứ đắng vào là tốt. Nhưng còn ngọt bùi là thôi vào xong. Thế người ta nóng. Có cái câu là thuốc đắng giá tật ở chỗ đấy. Thật mất lòng. Chú nhìn mặt anh với cả mặt anh Sự chưa? Đẹp không? Đẹp. Đấy. Rồi. Đấy, tí nữa chú ăn vào xem. Nhấc người luôn. Hơi ăn nhiều là đáng quá. Thành chim cánh cụt ở Bắc Cực. Bây giờ anh phải ăn à, phải uống mật ong của anh Thắng. Lấy đi. Một trong những người xấu trai nhất của Vịnh Bắc Bộ. Đấy, đấy, canh đắng này cho ông A Chi tí nữa ông uống. Ông đi cùng tôi một tuần thì thôi rồi. Đấy, xong gọi gia đình về ăn cơm thôi. Rồi bọn trẻ con nữa. Mò mỏ à. Đâu gia đình về chưa? À, cơm đi, nhờ. Bà ngay đâu? Ăn tủ lên ăn cơm không? Bí thư đâu nhỉ? Cũng xuống dưới à? Bí thư với tủ đi xuống kia khoai, khoai làm đường. Vị trí ẩn nấp. Cho khách hàng vào dưới đi. À, ai ngồi đâu mà ngồi chủ nhà mới cả bí thư mới ở đây, mấy anh em lên ngồi đi chỗ hậu kìa. À. À. Nó mỏ à? Vào đi. Bà cơm. Còn cái ghế nào chỗ này được không? Được rồi, anh ngồi ghế này. Cho sát vào đây. Ngồi vào đi. Xấu hổ sao ấy? Sự taxi dù đâu? Mà đi. Vào đây. Vào lớp đi. Ăn mèn mén đi em ạ. Cho nó biết. Ăn canh đắng trước cho mày uống canh đắng trước. Ờ à, canh đắng. Rồi, bạn đã bị anh Thắng kết lạc. Hiệp hội người những người ăn canh đắng. Gan tốt cho gan luôn, tốt cho thận luôn, tốt cho đường tiêu hóa. Làm gì đây? Hả? À đây. Ôi giời ơi. Canh đắng. À quả đau răng. Ôi giời ơi, tuyệt vọng luôn. Quý thế. Rồi, nhức nách luôn. Quý em ấy. Ừ. Nhưng mà là ngày mai anh Thắng về rồi, anh Thắng ngủ đến tối á. Ờ, ra thì anh ông sò công an viên này gã mình ngủ một tối chứ. Kinh quá nhỉ. Anh thôi. Kìa, bảo trẻ con Minh Nhỏ vào nó thay, ăn nó cay á. Đang gọi vào đi. Thôi,
Bảo con vào. Con à? Con đây là ai đây? Bảo vào đi. Bảo con vào ăn thịt. Phần thịt à? À. Múc cái nhắn nghe. Em đại sứ giới thiệu của món canh đắng. Em ăn trước. Đừng múc cái, múc nước à. Dùng đi, nó mỏ à? À, nó đi, em ơi, ăn đi. Cơm đi, nó à? Nó à? Nó à? Cảm ơn các cô, các chị, các anh nha. Rồi, ok. Chào mừng các bác. Chán đi. Mời các anh, các chị. Sao nó mỏ? Lo mỏ, lo mỏ. Nó mỏ là giống giống cờ lô xít à? Giống cờ lô xít à? Chưa quen. Ngon hơn nhiều. Ngon này anh còn đắng. Anh bắt đầu nuốt thì thấy nó hơi đắng đắng. Nhưng mà nuốt xong rồi thì thấy nó ngon. Tí nữa chú ăn món gì cũng thấy ngon. Đúng rồi. Đúng rồi. Công nhận là xong nó sẽ có hơi vị ngọt. Ờ. Tí nữa xong chú ăn cái món gì cũng thấy ngon luôn. Rồi mời các anh chị, mời các chú nha. Món này nghiện thật. Thế nên là ăn những cái món khác là nó ngon, thế mà dễ dễ mập lên được. Mát gan, bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Một người khỏe, hai người vui. Đắng này em không gầy nổi này. Mày nói thế những người béo là sợ. Ngồi đi, các cháu ngồi đi. Còn bát mà. Ôi, không, hay, ăn thật. Phải ngồi hết. Bắt đầu. Quá ngon. Tại ai nữa? Ấy, sướng uống canh đắng như uống bia luôn. Ngon luôn. Em mấy bữa nữa là hết rồi đấy. Làm bát nữa không? Thôi em thôi. Ăn bát thôi gì? Thôi tôi làm quen dần thôi. Không nhận nhanh quá khổ lắm. Xong làm bát mèn mén. Ăn mèn mén với bà cái con. Cho mượn cái thìa. Ăn mèn mén với bà con. Cho biết mèn mén. Đây, em lấy cho anh. Đi đâu sự? Thử xem hay là từ bát đây luôn nhỉ? Thế thôi à? Mai là mình được cái nhà mới rồi. Đây, đây, đây anh ơi. Chắc mai là chia tay cái nhà này rồi. Ngày mai mình bắt đầu làm nhà mới rồi. Mai giữa nhà. Hôm nay là ngày cuối cùng đấy. Có nhớ lại nhà cũ thì mở video kênh Nguyễn Tất Thắng xem lại. Sở thích là dỡ nhà. Chuyên dỡ nhà của dân. Chuyên nhận thi công tháo dỡ mai mối. mới thêm nghề mai mối. Bóc phốt đi đến đâu dỡ nhà dân đến đấy. Sướng nhà sao vai khổ bắt đầu mình thắng. Anh thấy ăn mèn mén này như thế nào? Hả? Cảm giác nó không có vị gì. Không có vị gì á? Ngon mà. Anh phải hơi nhai nhai nó lên một tí thôi. Phải uống hai bát canh đắng mới cả trộn cái này vào. Đấy thì nó đúng vị. Chiều anh cho mày ăn món mì tôm rán trứng. Hoặc là mì tôm xào trứng. Tuyệt vọng luôn. Toàn món nhức nhanh. Nhìn đấy nha, anh em Hà Nội lên này, đây, mấy thằng này ăn mèn mén còn bây giờ còn ác hơn người Mông ở đây. Ăn mèn mén còn khỏe hơn người Mông ở đây rồi. Trước em ăn một cái chậu rồi, chậu mèn mén. Đây là anh chưa quen thôi, thân dạng miệng này. Nhưng mà anh cứ thử ăn một hai bữa là anh... Đấy, rau ấy. Rau ấy chính tay ông đi hái đấy. Thịt gà nữa. Ăn thịt gà đi, mấy anh em ăn đi. Mấy cắt canh đắng. Mấy mén cho nó đúng bài. Nhưng mà ở đây người dân người ta ở đây ăn cơm ngon hơn, ăn mèn mén ngon hơn rồi.
Có người không biết ăn cơm ấy, nói thật. Họ không thích ăn cơm ấy. Hay cơm thì nó cháo. Cháo á? Cháo mà đi bảo cháo. Mình mà tặng bà con gạo là bà con vẫn thích ăn miền miền hơn. Gạo thì tặng bà con là bà con chủ yếu cho bọn trẻ con này. Cho trẻ con. Trẻ con ăn đấy. Còn người già mới ăn mềm mén. Ai cũng muốn ăn gạo. À, nói chung người già cũng muốn ăn gạo, nhưng mà thôi thì có thì nhường cho trẻ con. Bà con mấy hôm nay làm được toàn ăn ấy rồi. Cá mắm. Rau cải chan nước lã. Ở cứ mạ mạ thôi, từ từ. Cho nốt rồi đấy bà. Đấy, mèn mèn. Làm tí mèn mèn nữa. Ăn mèn mèn trắng này là ăn ngon đấy. Mèn mèn trắng này ăn ngon hơn. Càng nhai càng ngọt. Thơm hơn. Thơm, nhai ngọt. Mấy thằng này giờ ăn mèn mén giờ về Hà Nội khéo thằng Quan Tiểu Yêu này còn nhớ ấy nhỉ. Ngày mai là có món đặc sản. Ăn có đậu chúa mèn mén. À mai bảo nhà nấu đậu chúa đi nhỉ. Bảo. Xong rồi nhà... đặt được thịt bò chưa? Cháu đặt được. Rồi ok đấy, mai ra chủ động đi lấy đi nhá. Vâng. Mấy cả lấy cả gia vị nữa nhá, nấu thắng cố ấy. Vâng. Nấu tí gia vị nữa xong rồi cứ thảo quả nhiều vào. Vâng. Thảo quả thôi. Không cần hoa hồi vào đâu, hoa hồi các thứ nấu vào nó kiểu thành như kiểu là sốt vang mất. Thảo quả xả nhỉ? Xả cho ít thôi. Nó bay hết mùi bò thì không ngon đâu. Tôi anh cứ phải ăn bò nó phải có mùi bò. Nấu theo kiểu truyền thống ông cha ta ngày xưa hay nấu. Nếu mà chuẩn ra là còn không có thảo quả. Không cần cho cứ muối hạt to thôi. Cái muối rồi. Cứ nấu một chảo to rồi đấy xong mà... cứ thế mà cho muối vào thôi, không phải cần gia vị gì hết. Ăn theo cái kiểu mà chan vào mèn mén vào nhiều nước canh như thắng vào uống này người ta gọi là sinh tố ngô. Còn ăn kiểu nhai nhai như anh Sự này thì cơm mèn mén, nò mỏng mông. Không cần canh. Càng nhai lâu càng ngọt. Đấy, lấy thịt cho nó ăn đi. Đấy. Thắng chia sẻ bữa cơm đến đây là các bác cũng biết được rồi. Ngôi nhà của Ná sẽ chính thức là đã nhận 70 triệu của bạn Achi đến đây giúp đỡ gia đình. Một ngôi nhà rất là tuyệt vời. Và đến trải nghiệm cái vùng đất hoang mạc đá này. Chúc cho bạn Achi là sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho gia đình là sớm nhanh thi công nhà rồi là triển khai có một máy ấm chuẩn bị đến mùa mưa sắp tới trên hoang mạc đá. Và Thắng kết thúc cái video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bác vào video ngày mai. Chúng ta cùng nhau dỡ nhà của bạn Ná. Đấy.